Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay, Trung Thực Auto xin phép được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị những chiếc xe Hyundai Santa Fe có năm sản xuất từ năm 2018 đến năm 2021. Đầu tiên, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp sản xuất năm 2019. Chiếc xe có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển Hà Nội. Về số km thì chiếc xe này đã lăn bánh được là 1,3 vạn và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán là 1 tỷ 078 triệu. Chiếc xe thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video này đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2019 và chiếc xe mang biển tỉnh. Về số km thì chiếc xe đã lăn bánh được là 2,2 vạn và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 060 triệu. Và chiếc xe thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu sản xuất năm 2020, có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển Hà Nội. Điều đặc biệt của chiếc xe này đó chính là về số km. Chiếc xe này mới lăn bánh được có 6.000 km và chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn đó là 1 tỷ 225 triệu. Và với việc sở hữu những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto, anh chị hoàn toàn có thể sở hữu cho mình những gói vay tài chính lên tới 70%. Thủ tục như thế nào và cần chuẩn bị những gì thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto để được nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn, giúp cho anh chị có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Và chiếc xe tiếp theo chúng tôi lại muốn giới thiệu với quý anh chị đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu, đây là bản phun dầu, sản xuất năm 2020. Chiếc xe mang biển tỉnh và về số km chiếc xe mới lăn bánh được là 1,7 vạn và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 205 triệu. Và chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng premium sản xuất năm 2020 mang biển thành phố và mới lăn bánh được là 3,6 vạn là chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video này. Và chiếc xe này đang được Trung Thực Auto chào bán với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 128 triệu. Và chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video này đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2020 mang biển thành phố và có chủ sở hữu là tư nhân. Về số km thì chiếc xe này mới lăn bánh được là 3 vạn. Và về giá bán thì chiếc xe này đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 128 triệu. Và Trung Thực Auto thì luôn luôn mở cửa hàng để chào đón quý anh chị tới tham quan showroom có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Và chúng tôi cũng luôn luôn khuyến khích quý anh chị khi đến tham quan showroom thì mình nên đi cùng với những người quen, những người thân, những người có kinh nghiệm về xe ô tô để mình có thể đánh giá và trải nghiệm về chất lượng của những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và chiếc xe mới nhất và đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe bản máy xăng premium sản xuất năm 2021 và mang biển Hà Nội. Về số km thì chiếc xe này mới lăn bánh được là 9.000 km và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 320 triệu. Chiếc xe cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video này đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu sản xuất năm 2018. Chiếc xe mang biển tỉnh và về số km thì chiếc xe đã lăn bánh được là 6,8 vạn và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 920 triệu. Nếu anh chị quan tâm tới những chiếc xe nào thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto để được lái thử và trải nghiệm. Với mỗi một chiếc xe được bán ra, Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị hai điều. Thứ nhất đó là về chất lượng, đó là những chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của sắt xi, đó là những chiếc xe không ngập nước, và về giấy tờ đó là những chiếc xe minh bạch, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không hoàn nguội. Và tất cả những điều trên Trung Thực Auto tự tin để cam kết với quý anh chị, bởi với đội ngũ kỹ thuật lâu năm trong nghề, có kinh nghiệm về xe đã qua sử dụng, đó là những yếu tố mà giúp cho Trung Thực Auto chỉ nhập về những chiếc xe có chất lượng và những giấy tờ minh bạch. Tất cả những điều trên thì Trung Thực Auto đều cam kết với quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý. Và Trung Thực Auto cũng nhận ship xe đến toàn quốc. Nếu như thông qua những video, thông qua những buổi live stream, quý anh chị đã nhận được đầy đủ thông tin và anh chị có thể ra quyết định online, anh chị có thể đặt cọc và Trung Thực Auto sẽ di chuyển những chiếc xe này tới địa điểm nhận hàng của quý anh chị. Và tại địa chỉ nhận hàng mà nếu như chiếc xe anh chị kiểm tra không đúng những gì mà Trung Thực Auto giới thiệu, không đúng như những gì mà Trung Thực Auto cam kết, anh chị hoàn toàn có quyền từ chối nhận xe và anh chị sẽ nhận lại khoản tiền đã đặt cọc. Mọi chi phí cho việc di chuyển chiếc xe đó, Trung Thực Auto sẽ chịu mọi chi phí. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay, chúng tôi không thể giới thiệu hết được tất cả nội thất
một cách chi tiết của các xe. Và anh chị có thể hãy vào kênh của Trung Thực Auto để nhận được thông tin chi tiết giới thiệu từng chiếc xe một ở trong kênh YouTube của Trung Thực Auto. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu một chiếc xe về nội thất. Đó là chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2019 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian nội thất của chiếc xe. Xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2019. Về nội thất thì xe được trang bị là bộ ghế da với ghế lái và ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện. Và ghế lái chúng ta có thể có nhớ hai vị trí ghế ngồi. Tay lái thì được bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, rồi có chế độ ga tự động cruise control, lễ chuyển số trên vô lăng. Đó là những chi tiết mà chúng tôi muốn giới thiệu về tiện ích của chiếc xe này ở khu vực vô lăng. Và xe cũng được trang bị là màn hình DVD tích hợp bản đồ vệ tinh dẫn đường, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Đó là những tiện ích của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Xe với lăn bánh được là 2,2 vạn, hệ thống điều hòa tự động với hệ thống sưởi sấy hàng ghế phía đằng trước cũng như là sưởi sấy vô lăng. Chiếc xe cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và xe cũng có các chế độ lái như là Comfort, EcoSport và chế độ lái thể thao, phanh tay điện tử. Đó chính là những chi tiết mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị sơ qua về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng 2019 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Bên cạnh đó thì chiếc xe này cũng có rất nhiều tính năng an toàn để anh chị có thể tự tin để cầm lái, như với 4 cảm biến phía đằng trước, 4 cảm biến phía đằng sau, camera báo lùi và gương được tích hợp tính năng là cảnh báo điểm mù. Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng để lái thử và trải nghiệm những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi. Và chiếc xe tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2021, chiếc xe phiên bản mới nhất của Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Vâng, đây chính là không gian khoang nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe mới nhất, phiên bản mới nhất đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khu vực bảng thiết kế ở khu vực bệ tì tay, đúng không ạ? Chúng ta cần số ở đây chúng ta sẽ sử dụng bằng các phím bấm với các phím P, R, N và D. Xe cũng vẫn có các chế độ lái như là Comfort, Eco, Sport và Smart. Xe được trang bị là chìa khóa thông minh với hàng ghế phía đằng trước thì được trang bị là tính năng là chỉnh điện, rồi là ghế lái thì được có nhớ hai vị trí ghế lái. Vô lăng bọc da tích hợp lễ chuyển số trên vô lăng, và với các cái phím điều khiển tích hợp trên chiếc vô lăng này đó chính là cruise control, rồi là điều khiển hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị trung tâm, rồi cũng như là cái chế độ kết nối đàm thoại rảnh tay, màn hình DVD. Như ở phiên bản này thì chúng ta có thể thấy là màn hình DVD với kích thước là lớn hơn, đúng không ạ? Xe cũng vẫn có chế độ sưởi sấy cho hàng ghế phía đằng trước, đúng không ạ? Tuy nhiên ở cái này, ở trên phiên bản này thì chúng ta có thể thấy là xe được thiết kế và các vị trí đặt thì khác so với cả chiếc xe mà chúng tôi vừa giới thiệu vào năm 2019. Điều đặc biệt nữa là trên chiếc xe Hyundai Santa Fe 2021 tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì anh chị có thể dễ dàng nhận ra ở trên bảng điều khiển trung tâm này, bảng đồng hồ trung tâm ở đây đó chính là hai cái vòng tròn của vòng tua công tơ mét cũng như là vòng tua máy. Thì mỗi lần một sinh nhan thì chúng ta đây sẽ chính là những camera giúp cho chúng ta có thể là quan sát ở bên phần sườn xe, cũng như kết hợp với hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương sẽ giúp cho việc chúng ta di chuyển chiếc xe này một cách an toàn hơn. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama đó là một trong những tiện ích mà chiếc xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị về nội thất của chiếc xe này. Và nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe nào, anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto để được lái thử và trải nghiệm. Chúng tôi cũng luôn luôn khuyến khích và hỗ trợ khách hàng trong việc đi kiểm tra, đánh giá chất lượng chiếc xe tại những đại lý cũng như là những gara uy tín của anh chị, để anh chị có thêm nhiều thông tin và một thông tin có thể là giúp cho anh chị quyết định trước khi xuống tiền với mỗi một chiếc xe tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Như vậy, trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì Trung Thực Auto đã giới thiệu và chào bán tới quý anh chị những mẫu xe Hyundai Santa Fe đã có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe nào thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto, hoặc anh chị hãy đến với địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình để được lái thử và trải nghiệm.
Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.